Thưa quý vị, thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, từ năm 2011, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai thu tiền điện qua ngân hàng. Đây là kênh thanh toán thuận tiện, hiệu quả và có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với giao dịch truyền thống. Chúng ta có thể liệt kê những ưu thế vượt trội này, gồm tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực, chi phí đi lại, thu, trả tiền, giảm rủi ro mất tiền, phòng ngừa kẻ gian giả danh nhân viên thu tiền điện vào nhà, không lo bị cắt điện vì thanh toán tiền điện trễ, vân vân. Cùng với việc nâng cao chất lượng cung cấp điện năng, từ năm 2011, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết hợp đồng hợp tác thu tiền điện với 12 ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt sau khi công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng hóa đơn tiền điện điện tử từ năm 2013, thì tỷ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng càng gia tăng. Đến nay đã có gần một nửa trong tổng số 400.000 khách hàng của ngành điện sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện tự động qua các ngân hàng FNS Banking. Thủ tục đăng ký đơn giản, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian là những phản hồi của đa số khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian của công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi sử dụng đăng ký sử dụng qua cái dịch vụ ATM này á là từ tháng 6 năm 2016, thì tôi thấy nó rất là tiện ích. Vì nhiều khi trước đây mình cứ khi đi làm vắng không có ở nhà, thì nhân viên tiền điện thì đóng tiền điện cứ tới nhà đó, rồi thu nhiều lần nhưng mà không có được. Rồi tôi phải đem cái hóa đơn lên trên điện lực công điện á để tôi đóng tiền. Thì sau này mà khi mà điện lực có qua cái dịch vụ này á thì tôi thấy rất là hay. Trước là có xuống đóng đưa giấy để mà đóng báo tiền điện là bao nhiêu, lên trên đóng, nhưng bây giờ đã vô được tài khoản rồi. Điện lực xuống chỉ vô máy thôi là lên đóng thoải mái, không có gì rất thuận lợi cho tư nhân. Thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng không chỉ mang lại tiện ích cho khách hàng mà còn giúp ngành điện tối ưu hóa nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tăng cường sự quản lý của nhà nước, minh bạch và chống thất thu thuế và góp phần đẩy mạnh thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt của chính phủ. Thực hiện cái chủ trương của chính phủ về không sử dụng tiền mặt thì công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tổ chức cái hình thức dịch vụ là thu tiền điện qua ngân hàng và qua các trung gian khác nhằm để không sử dụng tiền mặt khi giao dịch. Thì qua cái chương trình này thì chúng tôi nhận thấy là cũng mang lại rất là nhiều lợi ích cho khách hàng cũng như là cho về ngành điện. Với những tiện ích vượt trội, thanh toán tiền điện qua ngân hàng sẽ ngày càng trở nên thông dụng và trở thành xu hướng của xã hội hiện đại khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 của chính phủ, ngành điện lực tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ chấm dứt phương thức thu tiền điện bằng tiền mặt tại hộ sử dụng điện.